Ngày 18 tháng 9, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã tới Ai Cập và có cuộc gặp với Tổng thống nước chủ nhà NCC nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột ở Dải Gaza. Hiện chưa rõ vụ nổ máy nhắn tin ở Liban có được ông Blinken thảo luận trong chuyến thăm này hay không. Bộ Ngoại giao Mỹ nói rõ mục đích chuyến thăm của Ngoại trưởng Blinken là nhằm thúc đẩy các nỗ lực đạt được lệnh ngừng bắn ở Gaza. Sau cuộc gặp Tổng thống nước chủ nhà, dự kiến ông Blinken cũng sẽ gặp người đồng cấp nước chủ nhà Bad Adeylati và một số quan chức khác. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller, Washington cần tham vấn với chính quyền Cairo về nội dung đề xuất ngừng bắn mới để có thể thuyết phục được các bên chấp thuận. Hiện có hai điểm mắc chính trong đàm phán, gồm Israel từ chối rút quân khỏi hành lang Philadelphia và các chi tiết xung quanh việc trao trả con tin.